Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp tháng 9 âm lịch năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi Tý. Về mặt sự nghiệp, người tuổi Tý thường quá xa đà vào chuyện ăn chơi, hưởng thụ trong tháng 9 âm lịch này, do có nguyệt lệnh lâm thai tác động, bản mệnh khó có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình, thường xuyên bị phân tán vào những vấn đề khác nhau thái độ lơ là, thờ có thể khiến bạn phạm phải những lỗi sai không đáng có, gây thêm phiền phức cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình tập trung, cố gắng hơn, nếu không thì bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí tạo cơ hội để mọi người xung quanh vượt qua mình. Trong tháng có thiên cầu hung tinh xuất hiện, bạn cũng cần phải hạn chế cái tinh nóng này, bộp chộp của mình. Khi vướng phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, bản mệnh hãy chú ý cách ăn nói, hành xử nếu không muốn vướng phải chuyện tranh chấp, thị phi mà nghiêm trọng còn có thể dẫn tới kiện tụng. Về mặt tài lộc, tình hình tài lộc của con giáp này chưa có nhiều biến động vào khoảng thời gian này, chủ yếu là bởi bản mệnh chưa thực sự tập trung, chưa có quyết tâm làm giàu. Cục diện nguyệt lệnh lâm thai khiến bạn thường quan tâm đến nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống, chưa xác định được hướng đi đúng đắn cho mình. Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu một công việc nhưng lại dễ cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ để bắt đầu một nhiệm vụ khác. Chuyện chi tiêu cũng là một trong những yếu tố chính tác động đến tình hình tài chính của bạn bản mệnh thường thích chạy theo những nhu cầu phù phiếm thích vui chơi hưởng lạc nên tiền bạc vốn đã không có nhiều nay lại càng dễ dàng chảy khỏi túi người làm đầu tư kinh doanh cũng trở nên dễ dàng tin tưởng vào người khác nếu có ai đó rủ dê bạn đầu tư những khoản thu lời lớn thì tốt nhất bạn nên cân nhắc cẩn thận hãy lường trước những khó khăn bất chắc mà mình gặp phải trước khi quyết định rót vốn làm ăn chuyện tình cảm của người tuổi tý chưa có nhiều khởi sắc dù dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, người độc thân trở nên cởi mở tự tin hơn trong các mối quan hệ theo tu vi ngày nay còn bạn thường ham vui nên giữ quan hệ với quá nhiều các đối tượng khác nhau mà không thật lòng với bất kỳ ai cả. Thậm chí thói quen chơi bời phóng đãng còn khiến bạn vướng phải những chuyện phức tạp, khiến người khác có cái nhìn xấu về mình. Muốn tìm được một người thật lòng với mình, bản mệnh cũng cần phải đối xử chân thành với người khác. Nếu bạn cứ mãi giữ tâm lý vui chơi qua đường thì sẽ chẳng ai có thể tin tưởng dành tình cảm chân thành cho bạn. Với những người đã lập gia đình, vợ chồng bạn có dấu hiệu đồng sàng dị mộng, hai người cần phải chuyện trò và tâm sự với nhau nhiều hơn để hóa giải những khúc mắc không nên giấu mọi chuyện trong lòng, không chia sẻ với người kia rồi lại tự mình nghi ngờ, suy diễn. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tý không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại trong tháng 9 năm 2021 âm lịch này. Nhờ tinh thần lạc quan, tích cực, bạn không cảm thấy quá mệt mỏi ngay cả khi phải đối diện với những sự cố bất ngờ trong cuộc sống, trong công việc. Tuy nhiên, dưới tác động của thiên cầu, bạn vẫn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên trời bời, hưởng lạc quá độ khiến cơ thể mệt mỏi hãy có chế độ nghỉ ngơi, làm việc hợp lý để cơ thể luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Tử vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi Sửu. Xem tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi Sửu âm lịch, cục diện tương hình sẽ mang tới nhiều rắc rối không mong muốn cho bản mệnh. Bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực do sự nghiệp mang lại, khiến tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, cần cù, không đầu hàng trước khó khăn thì ắt sẽ tìm ra hướng đi phù hợp cho công việc lại thêm các tinh thiên đức phù trợ, bạn hoàn toàn có năng lực chuyển nguy thành an dưới sự giúp đỡ của mọi người và sự quyết tâm của chính bản thân mình. Phương diện tài lộc của con giáp này có dấu hiệu nhích nhẹ song chưa thực sự rõ ràng, chủ yếu là do phải chịu tác động của cục diện tương hình. Người làm ăn kinh doanh luôn rất cố gắng để tìm ra hướng đi mới cho công việc, nhưng dường như mọi thứ không thể xuân sẻ ngay lập tức được. Nguyệt lệnh lâm dưỡng và các tinh thiên đức cho thấy tình hình tài chính của người làm công ăn lương tăng tiến hơn trước, chủ yếu là nhờ bạn đã làm việc chăm chỉ, tích cực chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ đang làm, không chịu đầu hàng trước khó khăn thì bạn sẽ khiến cấp trên đánh giá cao và quyết định dành cho bạn một phần thưởng mang tính khích lệ. Tượng diện tình duyên của người tuổi Sửu phủ màu ảm đạm bởi quan hệ vợ chồng, xã giao không được thuận lợi như ý muốn, cục diện tương hình khiến bạn luôn phải chịu nhiều điều muộn phiền, áp lực, xong bạn lại thường giữ trong lòng chứ không muốn chia sẻ với nửa kia. Bạn còn thường xuyên chốt những cơn giận dữ của mình lên đầu người ấy, khiến bầu không khí gia đình luôn căng thẳng một cách không cần thiết con giáp này cần học cách tin tưởng vào nửa kia của mình nhiều hơn trở nên tự cô lập bản thân với cả những người thân yêu nhất với người độc thân dường như bạn đang quá tập trung vào sự nghiệp của mình nên không muốn dành thời gian cho chuyện tình cảm thêm vào đó thời điểm này có rất ít đối tượng chủ động tiếp cận và làm quen với bạn vì thế mà vận trình tình duyên dậm chân tại chỗ không có nhiều tiến triển thật may mắn là dù phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống thì bạn vẫn luôn có một sức khỏe tốt giúp bạn có tinh thần vực dậy sau vấp ngã để có thể tiếp tục duy trì thể trạng này bạn nhớ sinh hoạt điều độ, ăn uống đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng, đồng thời có chế độ thể dục thể thao hợp lý, vừa với sức của mình. Khi phải đối diện với khó khăn nên suy nghĩ lạc quan, tích cực, không nên tự trách móc bản thân quá nhiều, khiến mình rơi vào trạng thái âu lo, căng thẳng, mệt mỏi. Nếu có thể, tốt nhất bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy, như vậy bạn sẽ nhanh chóng tháo gỡ khúc mắc, có hướng đi mới trong cuộc sống. Tử vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi dần, dưới sự trợ giúp của tam hợp, sự nghiệp của người tuổi dần có những bước tiến nhất định bản mệnh tìm được thời điểm thích hợp để khẳng định năng lực của mình từ đó nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp quan hệ xã giao hài hòa cũng là yếu tố thuận lợi giúp bạn đạt được thành công một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ định hướng cho bạn các tình hữu bật dường như cũng góp phần mang đến may mắn cho bản mệnh bạn có thể gặp gỡ được quý nhân ngay trong tháng này tuy ấy bạn cần hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nhiều hơn nếu làm được như vậy bạn sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, giúp ích nhiều cho sự nghiệp sau này. Gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, tài lộc của người tuổi dần cũng sẽ có những bước tiến nhất định trong tháng 9 năm 2021 này. Nhờ có bản tính quyết đoán, nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm mà bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, kiếm được khoản tiền lãi lời lớn hơn những người đi sau. Có tam hợp trợ giúp, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã giao, ký kết những hợp đồng làm ăn phù hợp. Bạn có thể làm quen được với những đối tác đầy triển vọng đôi bên có chung mục đích đến nên việc hợp tác cũng trở nên trôi chảy hơn, giúp cả hai đều đạt được mục tiêu đặt ra từ ban đầu. Các tinh trường sinh cho thấy bạn càng tập trung bao nhiêu thì thành quả đạt được sẽ càng đáng mừng bấy nhiêu. Quan trọng là bạn cần phải giữ được sự điềm tĩnh, chứa hành động nông nổi gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Tuy nhiên, tháng này tài lộc của tuổi dần không chỉ thu vào mà còn cần phải chi ra. Tình hình sức khỏe đi xuống là nguyên nhân khiến bạn phải tốn kém tiền bạc để chạy chữa. Rất tiếc là người tuổi dần sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề trong tình cảm vào tháng 9 âm lịch này dưới tác động của ngũ hành sinh khác vợ chồng bạn thường xuyên xung đột bất đồng ý kiến hoặc quá lạnh nhạt với nhau ai cũng chỉ biết việc của người ấy dường như bạn đang quá mức tập trung cho công việc của mình mà quên mất việc quan tâm đến gia đình của mình sự thờ ơ lạnh nhạt của bạn có thể khiến người ấy hiểu lầm hoặc tổn thương từ đó vợ chồng nảy sinh nghi kỵ hoặc tạo kẽ hở cho kẻ thứ ba xuất hiện nguyệt lệnh trường sinh cũng khiến cho người độc thân trở nên thờ ơ với chuyện mở rộng quan hệ tìm kiếm một nửa kia phù hợp với mình bạn muốn dành thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp hoặc thỏa mãn sở thích cá nhân hơn là quan tâm đến một người nào đó khác. Tình hình sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu suy giảm đáng kể trong tháng 9 năm 2021 âm lịch. Có thể bạn đang quá tập trung cho công việc nên quên mất chuyện quan tâm đến cơ thể của chính mình. Bạch hổ hung tinh xuất hiện có thể mang tới điểm báo tai họa, thậm chí là họa huyết quang. Do đó, dù đang ở bất cứ lứa tuổi nào thì bạn cũng cần phải thật cẩn thận khi bắt tay vào công việc, bởi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào thiên nguyệt cũng đem tới nhiều gánh nặng cho sức khỏe tinh thần của bạn con giáp này không nên quá tham công tiếc việc việc gì cũng vơ vào người khiến cơ thể mệt mỏi tinh thần căng thẳng hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và làm việc hợp lý khi thấy việc gì quá sức của mình thì có thể nghĩ đến việc chia sẻ gánh nặng với người khác tử vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi mão thực chất thì sự nghiệp của người tuổi mão vẫn sẽ có những bước tiến nhất định nhờ có nhị hợp xuất hiện nâng đỡ bạn biết cách lập kế hoạch sắp xếp công việc hợp lý nên dù nhiệm vụ được sao có nhiều đến mấy thì bạn vẫn có thể hoàn thành một cách khá khoa học. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng giúp bạn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, công việc khó khăn cũng sẽ có hướng giải quyết nhờ phát huy được sức mạnh của tập thể. Tuy nhiên, con giáp này cần phải kiên định hơn với mục tiêu mà mình đặt ra, một khi đã bắt tay vào làm việc gì cũng phải tin tưởng vào bản thân, chứ nên bị lung lay bởi quan điểm của người này, người khác. Việc thường xuyên băn khoăn, do dự, thậm chí thay đổi kế hoạch mà mình đã xác định từ trước cũng khiến nhiệm vụ của bạn phải tốn nhiều thời gian để hoàn thành hơn, thậm chí kết quả cuối cùng trượt khỏi mục tiêu ban đầu mà bạn đã đặt ra. Về mặt tài lộc, bản mệnh có thể gặp được một vài cơ hội làm ăn khá triển vọng trong thời điểm này, nhờ có nhị hợp nâng đỡ, bạn nên tận dụng các mối quan hệ xã giao mình đã xây dựng từ trước để khiến việc kiếm tiền thêm phần thuận lợi. Bạn có thể mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình hoặc kinh doanh thêm những loại mặt hàng mới, giúp phát triển quy mô làm ăn quá trình thực hiện còn gặp phải một vài khó khăn nhưng không đáng kể, chỉ cần bạn cố gắng thì ắt có thể vượt qua và thu về một khoản lãi lời cho mình. Nguyệt Lệnh mộc dục khuyên những người trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm chớ nên quá hấp tấp làm giàu, nếu việc gì bạn cũng muốn bắt tay vào làm trong khi còn chưa hiểu rõ thì rất dễ rơi vào rắc rối, thậm chí lạc mất phương hướng ban đầu của mình. Thời điểm này, tốt nhất bản mệnh nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn mình, đọc thêm sách vở để tích lũy kiến thức, khi bạn đã thực sự vững vàng thì bắt tay vào làm cũng không muộn nhờ có nhị hợp che chở mà các mối quan hệ của người tuổi mão phát triển rất tốt bạn nhanh chóng xây dựng được quan hệ với mọi người xung quanh cho dù là trong lần đầu tiên gặp gỡ chính vì vậy mà tình duyên của người độc thân có dấu hiệu khởi sắc nhất định tuy nhiên bạn chớ nên dễ dàng ngả lòng với bất cứ ai muốn có tình cảm phát triển bền vững bạn cần cho đôi bên một khoảng thời gian nhất định để tìm hiểu với nhau từ đó mới đưa ra quyết định cuối cùng ngược lại người đã lập gia đình phải chú ý đến tác động của ngũ hành xung khắc các mối quan hệ phức tạp thường đem tới ảnh hưởng không tốt cho máy ấm của bạn. Dù có được mọi người xung quanh yêu mến đến mấy, bạn cũng cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp, đặc biệt là với người khác phái. Thật may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Mão không có nhiều biến động trong tháng 9 này. Về cơ bản, bạn vẫn duy trì được thể trạng tốt, tinh thần hăng hái tích cực để bắt đầu một ngày mới và những công việc mới mẻ. Để có thể luôn luôn khỏe mạnh, bạn nên nhớ có chế độ sinh hoạt khoa học, không làm việc hoặc vận động quá sức. Chế độ ăn uống khoa học cũng cần được quan tâm chớ nên ăn quá nhiều đồ ăn cay nóng hoặc đồ có nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, để tinh thần được nhẹ nhõm, vui vẻ, bạn nên tăng cường trò chuyện, tâm sự với người mình thực sự tin tưởng, tốt nhất là với cha mẹ hoặc nửa kia của mình. Việc ấy không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hơn mà còn góp phần gắn kết tình cảm gia đình. Tử vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi thìn, người tuổi thìn cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những khó khăn trong sự nghiệp vào thời điểm này nhiều sự cố sẽ xảy ra khiến con giáp này buộc phải đối diện và giải quyết nếu trốn tránh thì mọi thứ sẽ lâm vào bế tắc dưới tác động của cục diện thìn tuất tương xung bản mệnh thường xuyên trở nên cứng đầu cứng cổ không chịu lắng nghe mọi người xung quanh dù biết là sai vẫn cố tình làm theo ý mình khiến vấn đề càng lúc càng trở nên phức tạp ngoài ra bản tính nóng nảy cũng thường khiến bạn quyết định quá nhanh trước khi kịp suy nghĩ kỹ dù có mong muốn phấn đấu vươn lên khẳng định bản thân sau nhiều khi lâm vào bế tắc tích cực mà nói thì tháng này cũng không phải là toàn những điều xui xẻo có cát tinh quan đới và giải thần chiếu mệnh, người tuổi thìn vẫn có những cơ may nhất định để hóa giải những tác động không mong muốn. Chỉ cần bạn luôn nghiêm chỉnh, tập trung trong công việc mà mình đang làm thì mọi việc đâu sẽ có đó, hùng hạn sẽ giảm bớt phần nào. Cục diện tương xung cản lối khiến con đường tài lộc của người tuổi thìn khó mà khởi sắc, trở ngại không ngừng xuất hiện khiến bạn tốn nhiều công sức giải quyết, khó có thể bắt tay và thực hiện kế hoạch đặt ra từ trước của mình. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đổ tiền vào bất cứ lĩnh vực nào nếu không muốn tiền bạc của mình đổ sông đổ bề đừng để bản tính nóng vội bước bình khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm đầu tư thất bát người làm công ăn lương cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hạn chế hết mức việc xảy ra lỗi lầm không đáng có nếu có vấn đề xuất hiện bạn cần nhanh nhẹ tìm hiểu nguồn gốc và tìm phương án giải quyết ngay không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người này người khác bỏ lỡ thời cơ khắc phục sự cố tốt nhất khiến thiệt hại về tiền bạc và danh tiếng tăng lên chuyện tình cảm của người tuổi thìn khá ảm đạm trong suốt khoảng thời gian này có lẽ bạn cần dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân chớ nên đầu hết những bất mãn hoặc lỗi lầm lên đầu người ấy trạng thái cảm xúc tiêu cực chỉ khiến hai người xa nhau nhanh hơn mà thôi với các cặp vợ chồng nên hạn chế việc mâu thuẫn tranh cãi với nửa kia của mình thay vì việc bắt đối phương nghe theo ý mình bạn nên hạ cái tôi xuống và đặt mình vào vị trí của đối phương khi chiến tranh lạnh nổ ra bạn cũng chớ nên bướng bỉnh hãy là người chủ động làm hòa trước nếu vẫn còn quý trọng tình cảm đôi bên người còn độc thân dường như đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia tương lai của mình bạn chớ nên mong muốn tìm một người tình hoàn hảo vì dường như đối tượng như vậy sẽ không bao giờ tồn tại đâu thật may mắn khi người tuổi thìn không gặp vấn đề gì đáng lo ngại về sức khỏe trong khoảng thời gian này nhờ vậy mà bạn có thể bắt tay vào bất cứ công việc nào và cố gắng hết sức để gặt hái thành công tuy vậy bản mệnh vẫn không nên coi thường những vấn đề về sức khỏe dù có trẻ tuổi bạn cũng không nên làm việc quá sức sinh hoạt không điều độ khiến cơ thể trở nên mệt mỏi hãy xây dựng cho mình một lối sống khoa học, ăn uống, nghỉ ngơi có giờ giấc, đồng thời chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng cường thể lực. Đồng thời, khi phải đối diện với quá nhiều điều căng thẳng, bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự với những người đi trước hoặc người đáng tin cậy. Chỉ khi tinh thần nhẹ nhõm, tích cực thì bạn mới cảm thấy thực sự khỏe mạnh. Tử vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi Tỵ, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt nhờ có sự nâng đỡ của nguyệt lệnh Lâm Quan. Bạn có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng, cốt là bạn sẵn sàng bỏ công, bỏ sức ra làm việc, không ngại đứng trước thử thách khó khăn. Với người làm công ăn lương, tháng chín này là khoảng thời gian bạn luôn cần mẫn làm việc, bất kể là trong những lúc mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi. Sự nhiệt tình trong công việc giúp bạn nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh. Các tinh thiên vu chiếu mệnh cũng giúp cho những người theo con đường học tập nghiên cứu hoặc con đường quan hệ xã hội đạt được những bước tiến nhất định. Sự thông minh Hiếu học khiến bạn nhanh chóng tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng, đồng thời có cách áp dụng phù hợp vào tình hình thực tế. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần chú ý đến những tác động tiêu cực do hung tinh thiên hình mang lại. Bạn chớ nên kiêu căng, tự mãn với những thành công mà mình vừa gặt hái được. Theo tu vi ngay nay còn xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều những người tài giỏi. Nếu bạn quá dễ hài lòng với bản thân thì sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Đồng thời, bạn cũng sẽ trở nên chủ quan, lơ là, dễ hành sự bất cẩn hoặc khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Về mặt tài lộc, nếu người tuổi Tỵ chăm chỉ làm ăn trong tháng 9 âm lịch này thì Nguyệt lệnh Lâm Quan ắt sẽ đem lại cho bạn một kết quả xứng đáng, dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc ít ra cũng là thưởng nóng. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó không ngại khổ nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng, có thể quá trình hợp tác không chỉ gặp những điều may mắn, song thách thức xuất hiện cũng là lúc giúp bạn khẳng định được năng lực của mình. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên chính năng lực của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác mà sau xấu thiên hình sẽ khiến bạn rơi vào vòng tù tội, nhẹ thì cũng ảnh hưởng danh tiếng, đánh mất quan hệ. Trên phương diện chi tiêu, do phải chịu ảnh hưởng của tiểu hao nên bản mệnh chi tiêu tốn kém, nhiều khi rút hầu bao mà không để ý mình đang có bao nhiêu tiền. Nếu không thường xuyên nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm thì bạn dễ rơi vào tình trạng tiêu hết sạch những gì mình vừa kiếm được, khiến tình hình tài chính dậm chân tại chỗ. Tuy sự nghiệp và tài lộc có dấu hiệu phát triển, song phương diện tình duyên lại khá yên ắng, ảm đạm, bản mệnh khó tìm được người để san sẻ tâm sự. Mọi điều thường giữ kín trong lòng khiến tinh thần căng thẳng, thiếu hoang hái. Vợ chồng ai làm việc của người nấy, không quan tâm đến cảm nhận của nhau nên mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Một số người có thể cho đó là tự do, độc lập. Song điều cứ kéo dài tình trạng này, hai người sẽ dần dạn nứt, tạo cơ hội cho cái thứ ba xuất hiện lúc nào không hay. Người độc thân tự coi mình là nhất nên thường xem nhẹ những đối tượng tiếp cận mình. Bạn luôn nhìn thấy những khuyết điểm của người khác mà lại không nhận ra được đối phương có những ưu điểm gì, vì vậy mà có thể để lỡ nhiều mối lương duyên. Sức khỏe của người tuổi tỵ không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong thời điểm này. Bạn duy trì được tinh thần hăng hái, nguồn năng lượng dồi dào để bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, dù có hăng hái đến mấy, bạn cũng cần nhắc nhở mình làm việc có kế hoạch, không nên cố gắng quá sức kẻo sức khỏe suy giảm nhanh chóng, dễ mắc các căn bệnh vặt vãnh. Hung tinh thiên hình đem lại ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho vận trình của bạn. Con giáp này nên chú ý nhiều hơn khi tham gia giao thông, lao động chân tay hoặc khi vận động mạnh, tránh để sự cố đáng tiếc xảy ra, khiến mình chịu thương tổn. Tử vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi ngọ trong phương diện sự nghiệp cục diện tam hợp tương trợ sẽ giúp tuổi ngọ hoàn thành tốt đẹp mọi kế hoạch đã đề ra cốt là bạn luôn duy trì được trạng thái tinh thần lạc quan nhiệt tình không nóng vội con giáp này vốn là một người có năng lực cát tình sẽ giúp bạn tìm được thời điểm thích hợp để khẳng định bản lĩnh của mình nguyệt lệnh đế phượng cho thấy bạn là một người vững vàng quyết đoán thích khẳng định bản thân những sự cạnh tranh tích cực sẽ giúp bạn cảm thấy hăng hái và hiếu thắng hơn đối thủ xuất hiện trong khoảng thời gian này cũng sẽ trở thành động lực thúc đẩy bạn cố gắng không ngơi nghỉ cuối cùng tiến những bước xa hơn. Người làm lãnh đạo cũng nhanh chóng khẳng định được bản lĩnh và vị thế của mình. Bản mệnh sẽ là người dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Bạn trở thành người được cấp dưới tôn trọng và yêu mến, giúp tập thể trở nên gắn kết và mạnh mẽ hơn. Về mặt tài lộc, tính cách năng động, nhiệt tình và hiếu thắng cùng với sự phù trợ của tam hợp sẽ giúp người tuổi ngọ gặt hái được những thành tựu đáng nể trên con đường tài lộc vào tháng 9 năm lịch này. Lại thêm đế phượng nâng đỡ, người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng nóng nhờ những công hiến cho tập thể bạn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn và thực hiện thành công, khiến cho lãnh đạo hài lòng và không ngại dành cho bạn những món quà khích lệ tương xứng với công lao đã bỏ ra. Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần phải chú ý kẻ tiểu nhân xuất hiện bất cứ lúc nào. Những kẻ này có thể ngấm ngầm dở trò sau lưng bạn, khiến công việc đang thuận lợi lại bất ngờ vướng phải trục trặc. Tam hợp và đế phượng đồng thời xuất hiện khiến cho con đường tình duyên của người tuổi ngọ có những dấu hiệu phát triển tích cực. Bạn là người có quan hệ xã giao rộng rãi, chính vì thế mà xung quanh lúc nào cũng có người quan tâm, muốn kéo gần khoảng cách với bạn người độc thân nên nhiệt tình và cởi mở hơn với các đối tượng khác giới thông qua quá trình trò chuyện trao đổi hoặc làm việc chung bạn có thể tìm thấy người có cùng tư tưởng với mình khi đã tìm được người phù hợp thì việc phát triển mối quan hệ trở nên rất dễ dàng và nhanh chóng với những người đã lập gia đình tình cảm của hai người nhìn chung là tốt đẹp thậm chí có những cặp đôi trẻ tuổi còn được đón tin vui trong khoảng thời gian này tuy nhiên việc vợ chồng đôi khi mâu thuẫn về quan điểm sống là khó tránh khỏi bạn chớ nên hiếu thắng thích tranh giành với cả nửa kia của mình. Ngũ quỷ hung tinh đem tới một vài tác động không tốt cho sức khỏe của người tuổi ngọ. Chính vì vậy, bạn cần tự nhắc nhở mình sinh hoạt điều độ, chớ nên làm việc quá sức. Dù công việc có bộn bề đến mấy, bạn cũng cần có lúc khác lại để cho cơ thể có thể nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Càng là người có địa vị cao, bạn lại càng phải chú trọng đến sức khỏe của mình. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe. Hãy tích cực vận động, tập thể dục thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, rồi giàu sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. Tử vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi Mùi, cục diện tương hại sẽ đem tới nhiều điều hung hiểm cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi, bản mệnh phải luôn tự nhắc nhở mình không ngừng vươn lên, chớ nên đầu hàng nghịch cảnh, hãy coi khó khăn là một phần cuộc sống, mình buộc phải vượt qua nếu muốn rèn luyện bản thân và phát triển cao hơn, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Nguyệt lệnh Lâm Suy khuyên bạn nên luôn kiên định với lý tưởng của mình nhất là sau khi bạn đã chắc chắn với sự lựa chọn. Dù có không nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh, bạn cũng chớ vội nghĩ đến việc bỏ cuộc. Có thể nếu cố gắng đến cùng và gặt hái được thành công, bạn sẽ tạo ra một lối đi mới không trùng lặp với bất cứ ai. Con đường tài lộc của người tuổi mùi phủ một màu ảm đạm, nhiều tác động tiêu cực không ngừng xuất hiện khiến bạn khó có thể tập trung vào công việc của mình, thậm chí khiến nhiều sai sót xảy ra, tiền của tiêu tán. Do từng phá gây họa, bản mệnh cần phải cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì liên quan đến tiền bạc chuyện đầu tư kinh doanh vào thời điểm này cần phải thật hạn chế cũng may có thái âm cát tinh xuất hiện bản mệnh vẫn có cơ hội để lật ngược tình thế biến thách thức thành thời cơ cho mình tuy nhiên cơ hội này không thường xuyên xuất hiện bạn cần phải thật nhanh nhạy mới nắm bắt được con đường tình duyên của người tuổi mùi cũng không có nhiều dấu hiệu sáng sủa hơn nếu so với sự nghiệp và tài lộc có lẽ bạn sẽ phải trải qua một quãng thời gian căng thẳng vì không nhận được sự ủng hộ sẻ chia của những người thân thiết nhất anh em trong gia đình bản mệnh luôn mâu thuẫn với nhau vì những vấn đề lợi ích đôi bên cần thời gian trò chuyện thẳng thắn với nhau chớ nên giữ những điều bất mãn ở trong lòng rồi đem đi nói với người này người khác việc làm đó không chỉ gây tổn thương tình cảm mà còn mang lại tiếng xấu cho gia đình cha mẹ con cái trong gia đình bản mệnh cũng thường xuyên có những ý kiến trái chiều với nhau cách biệt thế hệ khiến đôi bên khó có thể thấu hiểu được nhau hoàn toàn song càng như vậy đôi bên lại càng cần phải cố gắng thấu hiểu và học cách đặt mình vào vị trí của đối phương nhiều hơn Hãy dành cho những người thân thiết nhất sự bao dung và ủng hộ, như vậy đôi bên mới tạo được động lực cho nhau để cùng tiến lên. Thái âm cát tinh xuất hiện đem lại ít nhiều dấu hiệu tích cực cho nữ mệnh, nếu chú ý quan sát, bạn có thể nhận ra rằng mình vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Đáng buồn là tình hình sức khỏe của người tuổi Mùi cũng có dấu hiệu xuống dốc trong tháng 9 âm lịch này, cục diện tương phá luôn đẩy bạn vào tình trạng căng thẳng, tinh thần đi xuống, chẳng muốn bắt tay vào bất cứ công việc nào. Thời điểm này bạn cần phải học cách giải tỏa áp lực cho bản thân mình, ví dụ như thường xuyên rèn luyện thân thể, tâm sự với mọi người xung quanh. Nếu kiềm nén mọi chuyện trong lòng quá lâu, càng lúc bạn sẽ càng trở nên tiêu cực, yếu đuối. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu không khỏe, bạn không nên tiếp tục cố gắng quá sức. Nếu có thể sắp xếp thời gian, tốt nhất bạn nên đi kiểm tra sức khỏe, dành một vài ngày để nghỉ ngơi, không nghĩ về công việc. tử vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi thân, cục diện tam hợp chắc hẳn sẽ đem tới nhiều tin mừng cho người tuổi thân. Thời điểm này, bạn có thể mạnh dạn đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn, đừng vội hài lòng với những gì mà mình đang có. Dịch mã cho thấy bạn càng cố gắng, bỏ công bỏ sức ra làm việc bao nhiêu thì thành công lại càng vang dội bấy nhiêu. Vì thế, đừng ngại làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách để lười biếng. Sự chăm chỉ của bạn đắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, để cấp trên cân nhắc phân công cho bạn những công việc trọng đại hơn giúp khẳng định vị thế. Các tình nguyệt mã đem lại may mắn cho bạn, dù bạn đang làm trong bất cứ ngành nghề nào. Con đường tài lộc của người tuổi thân trở nên vô cùng rực rỡ trong tháng 9 năm 2021 âm lịch này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa đem tới cho bạn nhiều cơ hội bứt phá. Việc mở rộng quy mô kinh doanh hay mạng lưới khách hàng cũng trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Dịch mã cho thấy, nếu người làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này thì cần phải sông sáo, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian, Đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ, nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Quý nhân xuất hiện trong tháng 9 âm lịch này cũng sẽ giúp bạn gặp được nhiều điều thuận lợi hơn khi chinh phục đỉnh cao, bạn có thể học hỏi thêm được nhiều điều hay từ đối phương, thậm chí sẽ tìm được phương hướng mới cho con đường phát triển sau này. Chuyện tình duyên của người tuổi thân có những biến chuyển tích cực, dù là người đã có đôi có cặp hay người còn độc thân thì bạn cũng có cơ hội tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tam hội phù trợ giúp bạn nhanh chóng mở rộng được mối quan hệ của mình và nhận thấy ai là người thực sự chân thành với mình. Nguyệt mã giúp bạn thể hiện được những điểm mạnh của mình. Ai cũng có thể nhận thấy rằng bạn là người tài hoa, nhanh nhẹn, tháo vát nên muốn tiếp xúc với bạn, gần gũi hơn với bạn. Dù đôi bên không thể tiến tới quan hệ tình cảm thì cũng có thể trở thành bạn bè, thậm chí người đồng chí hướng, cổ vũ nhau trên những phương diện khác của cuộc sống. Với người đã tìm được nửa kia hoặc đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một hòa hợp hơn đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Về mặt sức khỏe, có thể thấy rằng tháng 9 âm lịch này là khoảng thời gian khá vất vả đối với người tuổi thân bởi bạn phải bôn ba, cạnh tranh nhiều mới giành được lợi thế trong công việc. Vì thế, sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm, nhiều khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Nguyệt mã chiếu mệnh cũng cho thấy bạn cần phải cẩn thận hơn khi lao động chân tay, vận hành máy móc, đừng nên để sự lơ là, sơ sẩy của mình gây ra những hậu quả đáng tiếc. Dịch mã khuyên bạn khi đi xa hoặc khi tham gia giao thông trên đường cần phải tuân thủ luật đường bộ, chớ nên vượt đèn đỏ hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi để tránh vướng phải những sự cố không đáng có. Tử vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi Dậu. Theo tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi Dậu âm lịch, để hạn chế tác hại của cục diện tương hại, người tuổi Dậu chớ nên nóng nảy, mâu thuẫn với đồng nghiệp hay cấp trên, bản mệnh nên cố gắng giải quyết bất đồng một cách bình tĩnh, nhã nhàng chớ nên nâng cao quan điểm của bản thân và hạ thấp ý kiến của người khác, khiến buổi trao đổi trở nên căng thẳng không cần thiết. Khi có kẻ tiểu nhân xuất hiện, bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo để có cách giải quyết phù hợp, bởi không phải lúc nào cũng làm lớn mọi chuyện đã là hay. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy bạn dễ có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi nhận ra mọi chuyện không phát triển theo định hướng mà mình mong muốn. Con giáp này cần liên tục nhắc nhở mình tiếp tục tiến lên, không nên vội vàng đầu hàng nghịch cảnh. Cương diện tài lộc của người tuổi dậu chưa có những bước tiến đáng kể vào thời điểm này, thậm chí việc không bị lừa gạt gây hao tài tốn của đã là may mắn lắm rồi. Vì thế, con giáp này cần phải hết sức cẩn thận trước khi đưa ra quyết định đầu tư, mua sắm, chớ cả tin để kẻ xấu lừa gạt, gây hao tài tốn của mà không đạt được lợi ích gì. Với người làm đầu tư, kinh doanh, có thể bạn sẽ phải tốn thời gian xử lý không ít biến cố trong tháng 9 này, có những biến cố cần phải tốn kém tiền bạc mới có thể giải quyết được. Với người làm công ăn lương, bạn cần cố gắng tập trung làm tốt nhiệm vụ được phân công, trở nên phân tán chú ý, gây ra những lỗi sai đáng tiếc. Nếu mắc phải lỗi sai, nhẹ thì bị khiển trách, phạt tiền, nặng thì gây ra phiền phức cho tập thể, khiến mọi người có cái nhìn không tốt về bạn. Nguyệt Lệnh Lâm Tử khuyên bạn không nên lẳng lặng quyết định mọi chuyện một mình, để hạn chế những sai sót có thể xảy ra, bên cạnh việc cẩn thận cân nhắc, bạn cũng nên trao đổi với lãnh đạo hoặc những người mình thực sự tin tưởng. Đường Tình Duyên của người tuổi Dậu độc thân có dấu hiệu phát triển rực rỡ trong thời điểm này, bạn hoàn toàn có thể tìm được một người phù hợp với tiêu chí mà mình đặt ra từ trước, hai người nhanh chóng tiến tới một mối quan hệ gần gũi hơn. Thái Dương cắt tinh cho thấy ngoại hình nổi bật và phong cách ấn tượng sẽ giúp bạn dễ dàng thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới, đi đến đâu, bạn cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vì thế, việc bạn nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen, kết bạn là không thể thiếu. Đáng tiếc là người đã lập gia đình lại không thể được may mắn như vậy. Thiên Diêu và Thái Dương cùng chiếu mệnh khiến bạn trở nên quá nổi bật, dù đã có vợ chồng nhưng vẫn không ngừng nhận được lời làm quen của người khác phái. Bản mệnh cần chú ý giữ mình trong các mối quan hệ xã giao tránh để lời ra tiếng vào gây ảnh hưởng đến uy tín bản thân và hạnh phúc gia đình. Trước nhiều ảnh hưởng tiêu cực của sự nghiệp và tài lộc thì sức khỏe của người tuổi dậu cũng khó mà lạc quan. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy bạn thường phải làm việc vất vả, lại thêm suy nghĩ, lo lắng quá nhiều điều nên cơ thể dễ ở vào trạng thái mệt mỏi, sức khỏe suy giảm, dễ mắc các căn bệnh vặt. Dù nhiều rắc rối có xảy đến, bạn cũng không nên suy nghĩ tiêu cực, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Bạn nên học cách nhìn nhận vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau nhìn ra mặt tốt của sự việc để có thể lạc quan hơn, không đầu hàng trước khó khăn. Bên cạnh đó, dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức lực, đừng bắt cơ thể làm việc quá độ, khiến mệt mỏi kéo dài hoặc bệnh tật trở nặng. Tử vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi Tuất, người tuổi Tuất khó mà nhìn thấy được điểm sáng trong vận trình tháng 9 âm lịch này, thậm chí bản mệnh còn phải đối diện với muôn phản khó khăn khiến bạn chỉ muốn đầu hàng bỏ cuộc. Hãy luôn tự nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, rồi bạn sẽ dần nhìn ra được ánh sáng cuối đường hầm. Nguyệt lệnh Lâm Mộ cho thấy sự nghiệp của bản mệnh dễ lâm vào bế tắc, bạn thường xuyên lâm vào tình trạng nhầm lẫn, chán nản, khiến chất lượng và hiệu quả công việc đi xuống. Hơn nữa, xung quanh bạn cũng không thiếu kẻ tiểu nhân tìm cơ hội để ra tay hãm hại. Thời điểm này, bạn làm gì cũng nên cực kỳ cẩn thận, chớ lơ là vì tưởng việc quen mà thiếu tập trung, khiến vấn đề xuất hiện liên tiếp. Chuyện kiếm tiền cũng khó có thể diễn ra thuận lợi trong thời điểm này, bạn bắt tay vào làm dự án gì cũng bị ngăn trở, cũng bị gây khó dễ khiến tinh thần đi xuống, không tìm ra quyết tâm để làm việc. Bên cạnh đó, theo tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch, những lỗi sai thường xuyên xuất hiện cũng khiến bạn vừa tốn thời gian, công sức lại vừa tốn thêm tiền bạc để sửa chữa, khắc phục. Về chuyện tình cảm, bản mệnh lâm vào tình trạng bi quan nên khó có thể mở lòng ra với người khác. Bạn cũng có thể ảo tưởng về bản thân nên thường đặt ra những hình mẫu quá xa vời, không thực tế. Người đã lập gia đình cũng khó duy trì được bầu không khí bình yên, ấm áp. Hai người đều gặp nhiều căng thẳng nên khó có thể thông cảm, bao dung với nhau như trước đây. Tháng 9 này, tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất có dấu hiệu suy giảm, một trong những nguyên nhân chính là công việc căng thẳng, phức tạp mang lại. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, u mê, khó có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, những rắc rối liên tiếp xảy ra cho thấy quyết định của bạn là thiếu chính xác, khiến bạn càng cảm thấy căng thẳng hơn. Tốt nhất, bạn nên tìm cách thích hợp để giải tỏa áp lực cho mình, ví dụ như vận động hoặc tâm sự với những người đáng tin cậy. Thái tuế hung tinh xuất hiện cảnh báo những tài họa bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi xuất hành đi xa. Vì thế, bản mệnh nhớ luôn giữ đầu óc tỉnh táo trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông, luôn đem theo những loại thuốc cần thiết để không bị động trước những tình huống sức khỏe bất ngờ. Hãy giữ cho mình một lối sống khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức hoặc ăn uống quá nhiều đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có sức lực và đủ minh mẫn để làm việc, gặt hái thành công như mong muốn. Từ vi tháng 9 âm lịch 2021 của tuổi hợi, người tuổi hợi sẽ gặp phải không ít khó khăn trong thời điểm này, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Những con đường mà bạn lựa chọn trước đó đều trở nên bế tắc, khiến bạn loay hoay tìm một hướng đi mới. Dưới tác động của Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt, bạn có thể cảm thấy rõ ràng sự nghiệp của mình đang rất bấp bênh, đặc biệt là với người trẻ tuổi. Bạn biết rằng mình cần phải thay đổi, nhưng lại không biết mình nên thay đổi theo chiều hướng nào. Tốt nhất, bạn nên tìm ra người giàu kinh nghiệm hơn mình để chia sẻ có thể đối phương sẽ giúp bạn có những suy nghĩ cởi mở, tích cực hơn và khắc phục những khó khăn ở hiện tại. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh cũng khó có thể tìm được những mối đầu tư có lợi trong tháng 9 năm 2021, con giáp này nên cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, nhất là khi bạn lại là người giữ chức vụ cao, đừng để những quyết định vội vàng của mình gây ảnh hưởng đến cả tập thể, khiến bản thân mất uy tín. May mắn là trên phương diện tình cảm bách việt chủ đào hoa xuất hiện khiến người độc thân nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới và trở thành con giáp nổi bật bạn nên cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp xúc mở rộng các mối quan hệ mới bởi rất có thể người mà bạn vẫn luôn mong ngóng sẽ xuất hiện vào thời điểm này tuy nhiên người đã lập gia đình cần chú ý giữ khoảng cách với người khác chớ để mình vướng phải những mối quan hệ phức tạp người tuổi hợi phải quan tâm hơn đến cơ thể mình không nên bắt bản thân phải làm việc quá sức vì như vậy dễ khiến mình cảm thấy mệt mỏi đầu óc thiếu minh mẫn gây ra những sai lầm đáng tiếc Đồng thời, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, đau nhức ở đâu thì bạn nên đi khám ngay, chứ nên trần trừ hoặc giấu bệnh, khiến bệnh tình chuyển nặng, bạn sẽ phải mất càng nhiều thời gian và tiền bạc để chạy chữa hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để sức khỏe được cải thiện, có sức khỏe, bạn mới có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.